Chào mừng các bạn đến với kênh audio Chuyện Đông Hua. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé. Đại thiên thế giới tiền truyện, bất hủ tà thần phần 3. Ma khí ở đây như máu đen, chảy trôi ở đây, đen kịt đến lạnh người, sáng như mực, đè nén và xói mòn mọi thứ. Ngay cả thánh phẩm thiên chí tôn đến đây cũng chỉ trong vài hơi thở sẽ bị ma hóa. Vù vù. Một tia sáng lóe lên, một thân ảnh xuất hiện ở đây. Ma khí vốn cuồn cuộn ầm ầm bỗng trở nên yên tĩnh, như đang thần phục đạo thân ảnh này. Xung quanh thân ảnh có những hỏa mang màu đỏ ẩn hiện, thần vận huyền ảo chảy xuôi, tuy không tỏa ra khí tức kinh khủng, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác bí ẩn phi thường. Thân ảnh rực lửa nhìn cơn bão ma khí trước mắt, nhẹ nhàng vung tay, cơn bão cuộn xoáy lập tức bị xé toạc, tự động mở ra một con đường, bên trong như có ánh sáng bất hủ màu tím vàng đang tỏa sáng. Sau đó, thân ảnh như đi dạo bước vào con đường, trước mắt sáng bừng, bước vào một thế giới khác, ánh sáng màu tím vàng tràn ngập nơi đây, các hạt vi bất hủ xuất hiện ở khắp mọi nơi. Không gian này tĩnh lặng không tiếng động, với vẻ ngoài như đã yên tĩnh hàng vạn năm, dưới ánh sáng màu tím vàng, như thể vĩnh cửu. Ngay cả cơn bão ma khí kinh hoàng bên ngoài cũng không thể lay chuyển được không gian này. Trước mặt là một quảng trường rộng lớn vô cùng, xung quanh quảng trường là 18 cây cột trụ trời cao đến vạn trượng, tỏa ra bất hủ chi lực màu tím vàng thuần khiết khi thế hùng vĩ ập đến. Và ở trung tâm quảng trường, một tượng đá khổng lồ cao hàng nghìn trượng sừng sững, tượng đá sừng sững giữa thiên địa, hơi thở bất hủ tràn ngập giữa thiên địa, như thể vượt qua thời gian. Bất hủ vĩnh hằng. Tượng đá là hình ảnh một lão già với khuôn mặt tang thương. Khi nhìn thấy khuôn mặt này, trong đầu không khỏi hiện lên một vị tồn tại vĩ đại vô cùng. Không khó để đoán, tượng đá này khắc họa chính là cung chủ của Bất Hủ Cung. Dưới quảng trường cũng là một mảnh hắc ám, đen đến mức cực hạn, khiến người ta lạnh gáy. Ma khí không còn ở dạng khí mà biến thành máu đen sánh lại. Bản chất tà lực kinh khủng vô biên chảy trong đó, đối lập hoàn toàn với bất hủ chi lực màu tím vàng ở quảng trường phía trên. Thân ảnh này chỉ cần nhìn một cái là có thể nhìn thấy. Sau lớp máu đen là một khe nứt khổng lồ, và khe nứt này chính là khe nứt thế giới. Khe nứt này như xé toạc thiên địa, thông thẳng đến hư không vô tận, khi hỗn độn hư vô tuôn trào xung quanh, gió lốc hư không cuộn xoáy, mép khe nứt, lực lượng của thế giới không ngừng lưu chuyển, đang dần sửa chữa khe nứt này. Thú vị, chẳng mấy chốc nữa, khe nứt thế giới này sẽ có thể được sửa chữa hoàn toàn. Thân ảnh này lập tức hiểu được bố cục nơi đây, thân ảnh lóe lên, xuất hiện trên quảng trường, nhìn vào tượng đá của cung chủ Bất Hủ Cung, cười nói: "Không hổ là hậu duệ của Bất Hủ thần tộc, được lưu truyền từ kỷ nguyên thiên cổ." Vù vù. Đột nhiên, tượng đá bừng sáng, ánh sáng màu tím vàng chiếu rọi, một thân ảnh dần dần ngưng tụ dưới ánh sáng màu tím vàng, khí tức trên người cổ xưa và mênh mông, như thể bất hủ vĩnh hằng. "Vị đạo hữu này quá khen, chỉ là không ngờ, người lại biết, Bất Hủ nhất tộc chúng ta là hậu duệ của Bất Hủ thần tộc trong kỷ nguyên thiên cổ." Thân ảnh lên tiếng, giọng nói mênh mông như đại đạo, triển thử trước thiên địa pháp lý. Lời nói vừa dứt, thân ảnh bước tới, lộ ra khuôn mặt giống như tượng đá, một lão giả thông thái, chính là cung chủ Bất Hủ Cung, đây hiển nhiên là một tàn ảnh do lão lưu lại. Cung chủ Bất Hủ Cung tiếp tục hỏi: "Đạo hữu hẳn không phải là người của thế giới này chứ?" "Đúng vậy, ta đến từ một thế giới khác." Đối với câu hỏi của cung chủ Bất Hủ Cung, thân ảnh rực lửa không quá ngạc nhiên, với năng lực đặc biệt của cung chủ Bất Hủ Cung, cộng thêm cảnh giới hiện tại của lão đã rơi xuống, càng không thể che giấu được vị hậu duệ của Bất Hủ thần tộc trước mặt. Quả nhiên là như vậy, cung chủ Bất Hủ Cung có chút trên mặt, khẽ gật đầu. "Có đạo hữu như vậy, xem ra ma thần vẫn chưa tiêu diệt được vạn của chúng ta, đại thiên thế giới của chúng ta cũng coi như được bảo toàn." "Đúng vậy, ma thần xâm lăng các thế giới vị diện đã thất bại, bị trọng thương, hiện đang trong trạng thái ngủ say." Thân ảnh rực lửa gật đầu, không hề ngạc nhiên. Lúc này, thân ảnh rực lửa cũng nhận ra rằng, với năng lực đặc biệt của cung chủ Bất Hủ Cung, lão đã có thể du hành giữa các đại thế giới trong đại trụ từ lâu, tự nhiên biết rằng trong thế giới này còn có rất nhiều lục địa thế giới ở hạ vị diện. Hơn nữa, trong đại trụ còn có rất nhiều đại thế giới, thậm chí còn cao cấp hơn cả đại thiên thế giới. Ma thần tuy mạnh, nhưng trong các thế giới khác của đại trụ cũng không thiếu những chư thần mạnh mẽ ra tay, dưới sự hội tụ của các chư thần, cũng đã thành công đẩy lùi vị ma thần này, chỉ là những tồn tại sau lưng ma thần mới là kẻ thù diệt vong của đại trụ. Khuôn mặt của thân ảnh rực lửa lộ ra một tia bất lực và phức tạp. Cung chủ Bất Hủ Cung nghe vậy, sắc mặt trở nên vô cùng kinh ngạc nói: "Đạo hữu, ý của ngươi là nói, sau lưng ma thần còn có những tồn tại đáng sợ khác?" "Đúng vậy, ma thần chỉ là quân cờ của những tồn tại đó, chỉ có những tồn tại cấp độ hủy diệt mới thực sự có thể đe dọa đến đại trụ." Nói đến đây, trên người thân ảnh rực lửa bỗng nhiên tỏa ra khí tức, khiến cung chủ Bất Hủ Cung cũng vô cùng kinh ngạc. Trầm mặc một lát sau, cung chủ Bất Hủ Cung nhìn thân ảnh rực lửa trước mặt, nói: "Không ngờ rằng trong các thế giới khác lại có thể xuất hiện người có tu vi như đạo hữu." Mặc dù cung chủ Bất Hủ Cung hiện tại chỉ là một đạo hình bóng, nhưng với con mắt của lão có thể nhìn ra cảnh giới của vị đạo hữu trước mặt này không hề thấp hơn lão, thậm chí còn cao hơn, mạnh hơn. Cung chủ Bất Hủ Cung nhìn chằm chằm vào thân ảnh rực lửa, cất lời: "Đạo hữu cho rằng đạo của ta như thế nào?" "Bất hủ chi đạo." Thân ảnh rực lửa lập tức phiêu du thần thức,
không ngừng đi sâu vào bản nguyên của đạo mà cung chủ Bất Hủ Cung lưu lại, cảm ngộ bất hủ chi đạo trong đó. Lưu quang của bất hủ chi đạo bắt đầu chuyển động, phân tích quy tắc bất hủ ẩn chứa bên trong bản nguyên bất hủ, cảm ngộ những gì mà cung chủ Bất Hủ Cung đã lĩnh hội trong suốt cuộc đời. Bỗng chốc, cảnh tượng thay đổi đột ngột, tinh thần của thân ảnh rực lửa chìm sâu vào trong. Trong nháy mắt, hắn như biến thành một sinh linh khác, nhìn thế giới này bằng góc nhìn của sinh linh này. Hắn sinh ra vào cuối kỷ nguyên thiên cổ, là hậu duệ của bất hủ thần tộc, bản thân thông minh huyền bí, trong một lần may mắn đã kích phát bản nguyên bất hủ của thời kỳ khai thiên lập địa sâu bên trong cơ thể, trải qua muôn trùng gian khổ, cuối cùng giác ngộ bất hủ chi đạo, trở thành một cường giả bất hủ vô địch. Cảnh tượng cuồng loạn chuyển động cho đến khi máu đen che lấp bầu trời. Trong hư không tĩnh mịch và trống rỗng, những luồng khí hỗn độn mỏng manh lơ lửng, ở đây diễn ra những biến đổi kỳ dị, sự sáng tạo và hủy diệt đều ẩn hiện. Một luồng khí hỗn độn trôi qua, nhấc lên cơn bão không gian dữ dội, cương khí tứ lược, kỳ dị và biến hóa khôn lường, ngay cả cường giả Thiên Chí Tôn gặp phải cũng sẽ bị chôn vùi trong nháy mắt, đây là cấm địa của Thiên Chí Tôn. Một đạo ma quang giáng xuống, tất cả cường giả trong Bất Hủ Sơn đều không thể may mắn thoát khỏi, chỉ có cung chủ Bất Hủ Cung và ma ảnh trong tia ma quang kia triển khai đại chiến. Bất chợt, một luồng ý chí từ cung chủ Bất Hủ Cung bùng phát dữ dội. Uy lực kinh hoàng, ý chí bất hủ tuôn trào khắp Bất Hủ Sơn, từng tòa cung điện trong Bất Hủ Cung chìm trong ma khí cuồn cuộn, bị phóng hủy hoàn toàn. Trong lúc giao chiến với ma ảnh, cung chủ Bất Hủ Cung kinh ngạc phát hiện, ma ảnh này dĩ nhiên không phải là bản thể, nó chỉ là một luồng ý chí của ma ảnh mà thôi. Lúc này đây, cung chủ Bất Hủ Cung không thể tưởng tượng nổi, bản thể của ma ảnh này rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới thần thánh nào. Tuy nhiên, cuối cùng, cung chủ Bất Hủ Cung vẫn thất bại dưới tay ma ảnh, mà ma ảnh này chính là ma thần. Trên quảng trường Bất Hủ, thân ảnh hỏa mâu được bao phủ trong ánh sáng huyền ảo, thân vận bất hủ, bất diệt hiện hiện quanh thân. Cảm nhận bất hủ chi đạo, mục đích của thân ảnh hỏa mâu chính là mượn tinh hoa bất hủ, dung hợp vào con đường tu luyện của mình, khiến cho bản thân thêm thâm sâu. Bản nguyên bất hủ màu tím kim lơ lửng trước mặt Cổ Hằng, từng tia sáng kim sắc quấn quanh, không ngừng phân tích bí ẩn, ẩn chứa bên trong, chất lọc tin tức hữu ích cho bản thân. Cùng lúc đó, từng đạo kinh văn màu tím kim mang theo khí tức bất hủ hiện lên hư không, xoay quanh Cổ Hằng không ngừng, diễn giải huyền diệu của sự bất hủ. Thân ảnh hỏa mâu mở mắt, ánh sáng tím kim bất hủ lan tỏa, đôi mắt lóe lên huyền ý bất hủ màu tím kim, nhìn về phương xa. Đây chính là bất hủ chi đạo chân chính sao? Sau khi lĩnh ngộ bất hủ chi đạo, thân ảnh hỏa mâu đã dung hợp nó vào con đường của mình. Và cùng với việc thân ảnh hỏa mâu lĩnh ngộ được đạo ý bất hủ ẩn chứa bên trong, tàn ảnh của cung chủ Bất Hủ Cung cũng hoàn toàn biến mất. Nhìn vào hư không, ánh mắt hỏa mâu bỗng ngưng tụ lại, dường như nhìn thấy một góc tương lai xa xôi. Nơi đó có ba thân ảnh vĩ ngạn sừng sững, cũng có ma quang lóe lên, một trận chiến kinh hoàng đang diễn ra. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube Audio Chuyện Đông Hua. Lúc này, một cỗ lực lượng vĩ đại vô biên mang theo ý nghĩa sinh diệt của tạo hóa, từ hư không tuôn xuống, truyền qua từng tầng, xuyên thấu Bất Hủ Sơn, truyền đến bầu trời của Bắc Hoang Đại Lục, lục địa siêu cấp hàng đầu của đại thiên thế giới, tạo nên vô số dị tượng. Nếu không có sự suy yếu từng tầng của Bất Hủ Sơn, đại thiên thế giới đã sớm thay đổi. Trận chiến giữa Diệp Thị, Lý Thị và Triệu Thị cũng đã gần đến hồi kết. Lực lượng bất hủ cuồn cuộn, dồi dào đến mức cực điểm. Trên bầu trời, một thân Diệp Thiên Bạch Y, Hóa Huyết Y, đứng khoanh tay, toàn thân toát ra sát khí kinh người, như một vị sát thần vừa bước ra từ địa ngục, khí tức khủng khiếp bao trùm mọi thứ xung quanh. Đối diện với hắn là hai cường giả siêu đỉnh phong với khí thế ngút trời, nhìn dung mạo, chính là Lý Quyết của Lý Thị và Triệu Vô Hằng của Triệu Thị. Nhưng lúc này, bọn họ tóc tai rối bù, khí tức uể oải cực điểm, rõ ràng bị trọng thương rất nghiêm trọng. Làm sao ta có thể thất bại? Làm sao có thể thất bại? Lý Quyết của Lý Thị ngây người lẩm bẩm, trong mắt đầy vẻ không cam tâm, còn có sát ý phẫn nộ. Trong trận chiến vừa qua, hắn và Triệu Vô Hằng liên thủ, vậy mà lại thua dưới tay Diệp Thiên. Điều này khiến Lý Quyết và Triệu Vô Hằng, vốn luôn tự phụ là vô địch cùng cảnh giới, thậm chí có thể khiêu chiến vượt cấp, không thể tin được rằng họ lại thua dưới tay một người đồng dạng tu vi thánh phẩm. Ha ha, Lý Quyết ta vậy mà lại bại. Triệu Vô Hằng ta vậy mà cũng bại. Lúc này, Lý Quyết và Triệu Vô Hằng dần tỉnh táo lại, ngửa mặt lên trời cười lớn, mái tóc rối tung bay, đôi mắt kỳ dị nhìn chăm chăm Diệp Thiên với khí thế đã lên đến đỉnh điểm. Về mặt thực lực thuần túy, tuy ngươi đã đánh bại ta, nhưng nếu không có áp chế của bất hủ chi lực nơi đây, ngươi đã sớm chết dưới tay ta rồi. Tuy nhiên, ngươi cũng đã đến lúc bảo mạnh hết đà, muốn giết chúng ta, căn bản không thể. Lời nói không cam tâm của Lý Quyết vừa dứt, một đôi cánh khổng lồ vô tận quang minh thể từ từ mở ra sau lưng hắn. Trong khoảnh khắc, quang huy thần thánh như muốn chiếu rọi khắp thế gian, xé tan hắc ám vô biên. Chính là vô tận quang minh thể. Vô tận quang minh thể sao? Diệp Thiên nhíu mày, nhìn đôi cánh pháp thân nguyên thủy cao hàng vạn trượng sau lưng. A, à, lúc này, toàn thân Triệu Vô Hằng cũng bùng phát khí tức nguyên thủy, một tảo thái linh thánh thể cao vạn trượng cũng xuất hiện,
toàn bộ linh lực giữa thiên địa đều hướng về phía Triệu Vô Hằng hội tụ, khí tức nguyên thủy trên thái linh thánh thể cuồn cuộn lan tỏa. Diệp Thiên, bất hủ truyền thừa sắp mở ra, ngươi cũng không diệt được chúng ta thừa nhận, cũng không làm gì được ngươi, không bằng bây giờ dừng tay, cùng nhau thăm dò, thế nào? Lúc này, Lý Quyết đã bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn Diệp Thiên nói, đề nghị hòa giải. Triệu Vô Hằng không nói gì, hiển nhiên cũng là ý này. Ha ha, truy sát ta lâu như vậy, giết chết nhiều đệ tử của Diệp Thị như vậy, muốn như vậy mà hòa giải, nào có dễ dàng như vậy. Diệp Thiên cất tiếng thét dài, tức giận cười một tiếng, khi thế kéo lên đến đỉnh phong đột nhiên bùng phát, từng tia linh lực màu vàng kim quanh thân gào thét điên cuồng, dẫn động bất hủ chi lực chung quanh. Trong linh lực này đã ẩn chứa một tia ý chí bất hủ. Ý chí bất hủ này dường như vô tình đã tạo ra sự cộng hưởng với thiên địa. Mặc dù ý chí bất hủ này còn rất yếu ớt, nhưng nó lại là thuần túy, đã chạm đến ngưỡng cửa này. Vạn cổ bất hủ thân cũng xuất hiện sau lưng Diệp Thiên, tỏa ra ánh sáng kim quang rực rỡ, linh lực kinh khủng ập đến trong khoảnh khắc, mang theo uy thế mênh mông bất hủ bất diệt, có thể hủy diệt mọi lực lượng. Lúc này, cả Lý Quyết và Triệu Vô Hằng đều lộ vẻ lo lắng. Chết tiệt, vậy mà lại triệu hoán ra vạn cổ bất hủ thân, sở hữu một tia bất hủ chi lực. Hai người trong lòng ghen tị không thôi. Liều mạng thôi. Hai người trong lòng gầm thét, đang muốn ra tay, nhưng ngay lúc này, một nguồn năng lượng khổng lồ cũng mang theo ý chí bất hủ bất diệt bùng phát ra từ bất hủ sơn. Bất hủ truyền thừa cuối cùng cũng đã mở ra. Cảm nhận được sự mở ra của bất hủ truyền thừa, ánh mắt Lý Quyết và Triệu Vô Hằng trở nên lạnh lùng. Với những siêu cường ở cấp độ thánh phẩm đỉnh phong như bọn họ, chỉ cần một cơ hội là có thể vượt qua thánh phẩm. Hừm, bất hủ truyền thừa chỉ có thể thuộc về chúng ta. Rất nhanh, giọng nói của Lý Quyết và Triệu Vô Hằng vang lên. Có thuộc về các ngươi hay không, còn phải xem thực lực của các ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Thiên trở nên vô cùng lạnh lùng, giơ tay lên, hội tụ linh lực bất hủ của một phương, hóa thành một đạo bất hủ thần quyền, hướng về phía Lý Quyết và Triệu Vô Hằng trấn áp. Nhìn thấy một quyền như khuynh thiên chi thế của đối phương áp xuống, lại mang theo một tia ý chí bất hủ bất diệt ẩn chứa trong đó, sắc mặt Lý Quyết cũng trở nên nghiêm trọng. Quang Minh Quyền, Thái Linh Ba. Quang minh lực cường đại hội tụ quanh thân Lý Quyết, mang theo dấu ấn quyền quang đánh tới, trong khi linh lực quanh thân Triệu Vô Hằng càng trở nên hùng vĩ hơn bao giờ hết. Ba luồng lực lượng của thánh phẩm đỉnh phong va chạm ầm ầm trong không trung, khiến mọi người nhìn mà run sợ. Cuối cùng, ba luồng sức mạnh tan biến trong hư không. Chết tiệt, vậy mà không hề yếu hơn thế công của chúng ta. Lý Quyết và Triệu Vô Hằng dường như không thể chấp nhận kết quả này, mặc dù cả hai bên đều không chiếm được lợi thế. Nhưng cần biết rằng, Diệp Thiên đã trải qua một trận chiến lớn, tiêu hao nghiêm trọng, cũng bị thương, chiến lực chắc chắn đã giảm đi không ít. Dưới tình huống này, vẫn có thể chiến thành bình thủ với thế công liên thủ của hai người. Thực lực của Diệp Thiên quả thực quá mạnh. Diệp Thiên, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Lúc này, sắc mặt Lý Quyết trở nên bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa sát ý. Tuy nhiên, ngay lúc này, một tiếng vang vọng lên. Lực lượng va chạm của ba người trước đây dường như đã xúc động điều gì đó. Sâu trong bất hủ sơn, trận ấn hình lục tinh mang đột nhiên bùng phát quang mang ngút trời, dao động không gian kinh hoàng lan tỏa. Sâu trong dao động đó, khí tức bất hủ thuần túy ẩn hiện. Trong nháy mắt, cả ba đều hiểu ra, đồng thời từ bỏ việc ra tay, xông vào, biến mất trong ngợn sóng không gian. Đó là bất hủ truyền thừa, xông lên, chúng ta vẫn còn cơ hội. Nhìn thấy Diệp Thiên, Lý Quyết và Triệu Vô Hằng xông vào trước, đám cường giả phía sau cũng lần lượt tỉnh táo lại sau sự kinh ngạc ban đầu, gầm thét với khuôn mặt đỏ bừng. Diệp Thiên, Lý Quyết, Triệu Vô Hằng là ba người mạnh nhất trong đám người, tốc độ nhanh nhất, xông đến trước trận ấn, chuẩn bị dịch chuyển qua, trận pháp tỏa ra quang mang rực rỡ, bao phủ toàn bộ thân hình của ba người. Thông đạo này tràn ngập dao động bất hủ thuần túy, trong lúc mơ màng, ba người bừng tỉnh, đến một thế giới tràn ngập ánh sáng tím kim. Đầu tiên, ánh vào trước mắt hai người là một thân ảnh quay lưng về phía họ, trên thân ảnh có những hỏa mang ẩn hiện, cảm giác đó vô cùng sâu không lường được, hắn mặc trường bào màu hỏa hồng, khoanh tay đứng quay lưng về phía họ, khí thế ngút trời, hùng vĩ vô biên, như bao trùm cả thiên địa. Ba tiểu gia hỏa, chúc mừng các ngươi đã đến được đây. Thân ảnh từ từ quay người lại, một đôi mắt mênh mông và sâu thẳm hơn cả tinh vân nhìn về phía họ. Trong nháy mắt, họ cảm thấy mọi thứ của bản thân đều bị nam tử đó nhìn thấu, kinh hoàng đến cực độ. Lời nói của thân ảnh như tiếng chuông đạo vang lên bên tai họ, hai người giật mình, tỉnh lại, vội vàng cúi người cúi đầu tỏ lòng tôn kính. Vãn bối Diệp Thiên, bái kiến tiền bối. Vãn bối Lý Quyết, bái kiến tiền bối. Vãn bối Triệu Vô Hằng, bái kiến tiền bối. Ngay cả khi ba người này đã đạt đến thánh phẩm đỉnh phong, lúc này, họ cũng thu liễm khí tức của bản thân, bởi vì thân ảnh trước mặt quá đáng sợ, đã siêu thoát thánh phẩm. Đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết sao? Diệp Thiên, Lý Quyết, Triệu Vô Hằng ba người, trong lòng thoáng qua một ý niệm như vậy, vô cùng chấn động. Hơi thở này mênh mông hoang mang, sâu thẳm như tinh không, khí tức vô thượng, ngay cả thánh phẩm thiên chí tôn đỉnh phong cũng không thể sánh bằng. Người này, chẳng lẽ chính là cung chủ bất hủ cung trong truyền thuyết?
bản tọa không phải cung chủ Bất Hủ Cung. Dường như biết được suy nghĩ của họ, thân ảnh Hỏa Quang khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói, còn về bản tọa là ai, các ngươi không cần biết. Không phải cung chủ Bất Hủ Cung. Ba người trong lòng giật mình, không phải cung chủ Bất Hủ Cung, vậy là ai? Ngay lập tức, trong đầu họ hiện lên từng vị thần nhân đỉnh cao thời kỳ thiên cổ được ghi chép trong cổ tịch, đoán xem người này rốt cuộc là hư ảnh của vị thần nhân nào, lại vì sao xuất hiện ở đây. Lúc này, cảm nhận được khí tức mênh mông vô thượng này, lòng Diệp Thiên đột nhiên khẽ động như nghĩ ra điều gì. Hơi thở này, chẳng lẽ hắn chính là sự tồn tại vô thượng từ trên trời giáng xuống. Diệp Thiên trong lòng kinh hãi, trong lòng gần như đã khẳng định, nhưng lại không dám ngẩng đầu lên xác nhận, bởi vì hắn biết, nếu như suy đoán của hắn là thật, thì người đang đứng trước mặt họ không phải là một hư ảnh tàn ảnh, mà là một vị vô thượng tồn tại thực sự trên đời. Thân ảnh Hỏa Quang không để ý đến suy đoán của Diệp Thiên, nhìn ba người nhàn nhạt nói, bản tọa hiện nay cũng coi như là hào bằng hữu của cung chủ Bất Hủ Cung. Cung chủ Bất Hủ Cung dưới đại kiếp nạn đó, trước khi vẫn lạc đã lưu lại truyền thừa, các ngươi có thể đến đây đủ để nói rõ các ngươi có tư cách nhận được truyền thừa này. Ba người nghe vậy lập tức gạt bỏ suy đoán, sắc mặt mừng điên, chẳng phải bọn họ muốn có được truyền thừa này sao? Lúc này trước mặt Hỏa Quang, từng đạo phù văn màu vàng kim xuất hiện trong hư không, lưu quang giật thải, huyền ảo khó lường, thiên địa vĩnh hạn bất hủ áo nghĩa. Ngay sau đó, thân ảnh Hỏa Quang vươn tay chụp một cái, phù văn trong hư không nổi lên gợn sóng, xông vào trong đầu ba người. Ầm ầm. Lúc này, Diệp Thiên, Lý Quyết, Triệu Vô Hằng ba người chỉ cảm thấy trong đầu ùa vào tin tức cuồn cuộn, những tin tức ẩn chứa này vô cùng mênh mông, mang theo sự bất hủ, như thể là tri thức quý giá nhất của thế gian. Ba người trong đau đớn xen lẫn vui mừng tiếp nhận, dòng tin tức tuy lớn, nhưng dù sao cũng đã được thân ảnh Hỏa Quang giản lược rất nhiều. Ba người đều là thiên kiêu tuyệt thế của đại thiên thế giới, rất nhanh tỉnh lại, hồi tưởng lại ký ức truyền thừa trong đầu. Dù với tính cách của ba người, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Đa tạ hai vị tiền bối đã truyền đạo. Dù sao, cũng là thiên kiêu tuyệt thế, ba người rất nhanh thu lại vẻ vui mừng, cùng nhau quỳ xuống tạ ơn. Thân ảnh Hỏa Quang không để ý đến họ, mà nhìn ba người tiếp tục nói, đây là tam trọng tu hành pháp của Nguyên Thủy Pháp Thân, cùng với một ít ảo diệu của Bất Hủ Chi Đạo. Tam trọng tu hành pháp này đều là đắc thiên đố, có thể nói là nghịch thiên mà hành. Nếu có thể lĩnh ngộ được đạo nghĩa huyền bí, bất kể sau này các ngươi tu được Nguyên Thủy Pháp Thân nào, tam trọng Nguyên Thủy Pháp Thân này đều có thể hỗ trợ các ngươi tu luyện. Tổng cộng có 10 tòa Nguyên Thủy Pháp Thân, mà hiện nay mỗi người các ngươi có một tòa Nguyên Thủy Pháp Thân, còn lại 7 tòa Nguyên Thủy Pháp Thân. Nhưng 5 tòa Nguyên Thủy Pháp Thân khác không ở đại thiên thế giới, nhưng có được tam trọng pháp môn tu hành này, các ngươi đồng thời cũng có thể tu luyện các Nguyên Thủy Pháp Thân khác. Nói đến đây, lòng Diệp Thiên, Lý Quyết, Triệu Vô Hằng đều run lên. Bọn họ từ trong truyền thừa đã hiểu được, nếu như hơn 5 tòa Nguyên Thủy Pháp Thân tập trung vào một thân, thì có thể thành tựu đại chủ tể. Nếu như tập hợp 10 tòa Nguyên Thủy Pháp Thân vào một thân, một khi ngộ ra được huyền bí trong đó, liền có thể siêu thoát chủ tể, lập địa thành thần. Thân ảnh Hỏa Quang quay đầu nhìn về phía sau, một thân ảnh bao phủ trong ánh sáng lưu ly xuất hiện trước mắt họ. Thân ảnh đó thần thánh uy nghiêm, cổ lão nhưng lại bất hủ. Ba người có thể cảm nhận được từ trong thân hình đó ẩn chứa lực lượng to lớn và khó tin nào, bất hủ bất diệt, vĩnh tồn trên đời. Ngay khi ba người tâm thần chấn động, lại nghe thân ảnh Hỏa Quang nói, nhưng ba người các ngươi tuy đều có Nguyên Thủy Pháp Thân, nhưng trong đó ẩn chứa khí tức bất hủ nguyên sơ nhất, trong thiên địa chỉ có một tòa, đó chính là vạn cổ bất hủ thân trên người Diệp Thiên. Ba người nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ sâu sắc, hiểu được ý tứ trong đó, trong ba người, chỉ có Nguyên Thủy Pháp Thân của Diệp Thiên mới là vạn cổ bất hủ thân. Ba ánh mắt sắc bén của ba người như lưỡi kiếm, liên tục nhìn thẳng vào đối phương, không hề né tránh. Được rồi, truyền thừa các ngươi cũng đã nhận được, nên rời đi rồi. Thân ảnh Hỏa Quang quay đầu nhìn họ, không khỏi cười một tiếng, sau đó nói, truyền thừa bất hủ này, ta sẽ đặt nó ở đây, khi thời cơ chín muồi, các ngươi có thể đến đây, về phần ai có thể tu thành, thì phải xem bản lĩnh của các ngươi. Không đợi họ nói gì, thân ảnh Hỏa Quang vung tay lên, trong nháy mắt, ba người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trở lại những mảnh vỡ không gian có cung điện san sát. Nhìn họ rời đi, thân ảnh Hỏa Quang giọng điệu hàm chứa thâm ý, đại trụ hủy diệt sắp đến, những tồn tại đó luôn rình mò thần bí tối cao trong đại trụ, mà hiện tại ta đã lĩnh ngộ bất hủ chi đạo, coi như là thành công bước ra bước đầu tiên rồi. Diệp Thiên, ngươi là hậu nhân của cung chủ Bất Hủ Cung, vạn cổ bất hủ thân, phi ngươi không ai khác, nhưng vì đại trụ, ta chỉ có thể sửa đổi một số pháp tắc, người thực sự có thể nắm giữ vạn cổ bất hủ thân nhất định phải là hắn. Ánh mắt hơi chuyển, thân ảnh Hỏa Quang nhìn thoáng qua trận chiến thánh phẩm đang diễn ra bên ngoài, lắc đầu, nhìn về phía bên ngoài Bác Hoang Đại Lục, không hề có ý định nhúng tay. Ta nên đi lĩnh ngộ con đường tiếp theo. Ngay sau đó, thân ảnh Hỏa Quang bước ra một bước, biến mất không thấy, lần nữa xuất hiện, đã ở một khu vực khác của đại thiên thế giới. Lúc này, bên ngoài Bất Hủ Sơn, đã là gió nổi mây vần, một trận chiến hủy thiên diệt địa đang diễn ra. Bão tố linh lực khổng lồ va chạm trên cao, khí thế thánh phẩm kinh khủng bao trùm vạn vật,
mơ hồ có thể thấy ba thân ảnh đối chiến, uy áp khủng bố đó, ngay cả linh phẩm, tiên phẩm Thiên Chí Tôn cũng cảm thấy vô cùng nghẹt thở. Một trong số đó chính là Diệp Thiên của Diệp Thị, còn đối thủ của hắn chính là Lý Quyết của Lý Thị và Triệu Vô Hằng của Triệu Thị. Ba vị thánh phẩm Thiên Chí Tôn đỉnh phong đối chiến, tuy là một chọi hai, nhưng mơ hồ giữa Diệp Thiên một mình lại áp chế hai người. Muốn có vạn cổ bất hủ thân, vậy hãy thi triển ra thực lực đi. Giọng nói bá đạo của Diệp Thiên vang vọng giữa thiên địa, nhấc lên gió lốc linh lực khủng bố. Phía dưới đông đảo linh phẩm Thiên Chí Tôn cùng tiên phẩm Thiên Chí Tôn đều lâm vào rung động, hít thở không thông, cùng với một tia sợ hãi. Những Thiên Chí Tôn này bình thường cũng là những siêu cường bá đạo một phương, nhưng trước mặt thánh phẩm Thiên Chí Tôn lại chẳng khác gì kiến hôi. Thiên Chí Tôn phân linh phẩm, tiên phẩm, thánh phẩm, mỗi phẩm cấp chênh lệch đều là khác biệt về trời và đất. Còn về địa chí tôn dưới Thiên Chí Tôn, càng không cần phải nói, quả thực là con kiến hôi trong con kiến hôi. Diệp Thiên chết tiệt, sao lại mạnh đến vậy? Lý Quyết, Triệu Vô Hằng hai người sắc mặt vô cùng khó coi, trong mắt đầy vẻ ngưng trọng, không ngờ Diệp Thiên lại mạnh đến mức này, hai người liên thủ cũng không thể làm gì được, thậm chí còn bị áp chế ngược lại. Trong bước đầu tiên của kế hoạch của họ, chính là hai người liên thủ đánh bại Diệp Thiên, cho dù không thể, cũng phải ngăn chặn Diệp Thiên. Dù sao hai người cũng là thánh phẩm đỉnh phong, cho dù là cùng cấp thánh phẩm đỉnh phong cũng không thể là đối thủ của hai người liên thủ. Mà hiện tại xem ra, thực lực của Diệp Thiên tuy cũng là thánh phẩm đỉnh phong, nhưng e rằng đã đạt đến cực hạn trong thánh phẩm đỉnh phong. Chẳng lẽ, thực lực của Diệp Thiên này đã đạt đến cực hạn của thánh phẩm chi lộ, thậm chí sắp chạm tới bước đó? Lý Quyết và Triệu Vô Hằng trong đầu lập tức nghĩ đến điểm này, trong lòng giật mình, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên, trong mắt đầy vẻ dè chừng. Cho dù phải trả giá đắt thế nào, cũng nhất định phải trừ khử Diệp Thiên. Hai người trong lòng có chung mục tiêu, trong ánh mắt lóe lên sát ý nồng đậm. Ầm ầm ầm. Ba người lại một lần nữa kịch chiến, bộc phát ra luồng sóng xung kích năng lượng ngút trời, khí tức bất hủ trong cơ thể Diệp Thiên lan tỏa ra, quét ngang tứ phía, trong nháy mắt đánh tan công thế thánh phẩm của Lý Quyết và Triệu Vô Hằng, khiến cho mọi người bên dưới vô cùng chấn động. Đó là bất hủ chi lực, mạnh quá. Có người kinh hô, nhìn về phía màn quang bên ngoài bất hủ thần sơn, từng đợt gợn sóng không gian lan tỏa, bóng người từ khắp nơi trên núi hiện ra. Làm sao có thể? Lúc này, Lý Quyết và Triệu Vô Hằng đều có chút kinh ngạc, hai nhà Lý Thị và Triệu Thị liên thủ, vậy mà vẫn thất bại. Không chỉ không thể tiêu diệt đệ tử Diệp Thị, mà đệ tử bọn họ lại tổn thất không ít. Bỗng nhiên, khí tức cường liệt từ trong cơ thể Triệu Vô Hằng tỏa ra, đột nhiên đánh ra một quyền, linh lực trong thiên địa đều nhanh chóng hội tụ, lực lượng thánh phẩm đỉnh phong cường đại hóa thành một đạo ấn quyền, phá vỡ không gian, hướng về phía Diệp Thị, nơi Diệp Thiên tọa lạc đánh tới. Kẻ cực ác xa vào bóng tối, hãy chịu sự trừng phạt của quang minh. Bên kia, Lý Quyết ra tay cũng không chậm, quanh minh vô tận bừng sáng trên người hắn, hóa thành muôn trượng quang mang hướng về phía Diệp Thị bao phủ mà đi. Hừm, Diệp Thiên hử lạnh một tiếng, dường như đã đoán trước, trong nháy mắt, bất hủ chi quang giáng xuống, bao phủ vạn dặm đại địa, Diệp Thiên như hóa thành bất hủ chi chủ, như chúa tể chấp trưởng thế giới này. Bất hủ chi lực hóa thành sát phạt tuyệt thế, cùng với hai luồng công thế cường đại của hai người song song, chôn vùi trong hư không, lực xung kích khổng lồ quét ngang mọi thứ. Nơi đi qua, không gian vỡ nát, đại điện nứt toác, núi non sụp đổ, sức phá hủy kinh người. Bầu trời trở nên mờ mịt, như bị vỡ vụn, kinh hoàng đến cực điểm. Không! Trên bầu trời, hai tiếng gào thét thảm thiết không cam lòng vang lên, rồi biến mất. Sau đó, hai luồng lưu quang rực rỡ bị đánh bay, hiện ra nguyên hình, chính là Lý Quyết và Triệu Vô Hằng. Lúc này hai người khóe miệng xuất huyết, khí thế uể oải, rõ ràng là bị thương không nhẹ. Lúc này, bầu trời dần trở nên rõ ràng, chỉ thấy bất hủ chi khí rực rỡ bao phủ toàn bộ bất hủ sơn, một thân thể còn lơ lửng trên bầu trời, tỏa ra uy áp kinh khủng. Đám đệ tử Diệp Thị và Triệu Thị bên dưới thấy vậy, sắc mặt trắng bệch, lộ vẻ tuyệt vọng. Bất hủ chi lực mà Diệp Thiên toàn lực bộc phát ra, quả thực quá khủng khiếp, chỉ một kích mà đã đánh tan hai vị thánh phẩm Thiên Chí Tôn đỉnh phong thành hư vô. Đi truyền tống trận, rút lui. Lúc này đám đệ tử Diệp Thị và Triệu Thị tỉnh táo lại, liền hô to, mang theo Lý Quyết cùng Triệu Vô Hằng đang trọng thương, rời khỏi bất hủ sơn. Cùng với tin tức trận chiến thánh phẩm của ba thế lực bá chủ kết thúc, nó đã lan truyền khắp Bắc Hoang Đại Lục, thậm chí lan truyền đến toàn bộ đại thiên thế giới, thu hút sự chú ý của vô số thế lực và siêu thế lực trong đại thiên thế giới, thậm chí một số thế lực ma thú cũng bị lay động. Rốt cuộc, đây là sự kiện liên quan đến ba thế lực bá chủ siêu cấp hàng đầu đại thiên thế giới. Trong đó, có một vị thánh phẩm Thiên Chí Tôn đỉnh phong đã đánh bại hai vị thánh phẩm Thiên Chí Tôn đỉnh phong. Chỉ riêng tin tức này thôi cũng đủ khiến các thế lực này chú ý. Chuyện như vậy lại xảy ra, xem ra Lý Thị và Triệu Thị đã âm mưu từ lâu, nhưng Diệp Thị dường như đã xuất hiện một vị cường giả siêu cấp đỉnh phong cường đại hơn. Ta nhớ người đó tên là Diệp Thiên. Diệp Thiên, người mạnh nhất Bắc Hoang Đại Lục, tồn tại đỉnh phong đại thiên thế giới, một mình áp đảo hai vị thánh phẩm đỉnh phong và còn đánh bại họ.
Đó chính là hai vị thánh phẩm thiên chí tôn đỉnh phong, quá khủng khiếp, bao nhiêu năm rồi chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Nội bộ trong các siêu thế lực, các vị thiên chí tôn chậm rãi nói, phát biểu kiến giải bản thân. Đúng rồi, nghe nói truyền thừa bên trong Bất Hủ Sơn đã bị Diệp Thiên lấy đi, đó là truyền thừa bất hủ. Chuyện này chỉ nghe thôi, mỗi lần Bất Hủ Sơn mở ra đều có tin đồn như vậy, bao nhiêu năm trôi qua, cũng chưa từng thấy qua. Hừm, cũng đúng, nhưng sau trận chiến thánh phẩm đỉnh phong lần này, Diệp Thị coi như đã lên đỉnh Đại Thiên rồi. Diệp Thị đã trở thành thế lực bá chủ mạnh nhất Đại Thiên thế giới. Rất nhiều cường giả, rất nhiều thế lực trong Đại Thiên thế giới đều đang chú ý diễn biến chiến sự ở Bắc Hoang Đại Lục. Theo họ thấy, Diệp Thị đã hoàn toàn quật khởi, ngay cả Lý Thị và Triệu Thị cũng không còn là đối thủ của họ. Đệ nhất cường giả Đại Thiên đã xuất hiện, đó chính là Bất Hủ Đại Đế, Diệp Thiên. Tuy nhiên, cùng với sự ra đời của đệ nhất cường giả, không ai ngờ rằng chỉ sau một thời gian ngắn, một kiếp nạn thiên địa cũng từ trên trời giáng xuống. Nhiều năm sau, tại ranh giới của Đại Thiên thế giới, hỡi Ma Đế, Ma Hoàng, hãy dẫn dắt tộc nhân của mình bắt đầu công chiếm đại thế giới này. Giọng nói của Thiên Tà Thần vang vọng, vô số phương chu lao vào Đại Thiên thế giới. Ma khí vô biên từ bên ngoài Đại Thiên thế giới cuồn cuộn lan tỏa, bao trùm lấy toàn bộ thế giới. Rất nhanh, một ma ảnh to lớn uy nghi xuất hiện từ bên ngoài Đại Thiên thế giới, từng bước tiến vào, ma khí cuồng bạo trên người hắn tỏa ra sự tà ác kinh hoàng. Bên ngoài Đại Thiên thế giới, ma ảnh trùng điệp, che kín bầu trời, ma uy mênh mông bao trùm toàn bộ thế giới. Ha ha ha, đây là đẳng cấp đệ tam thế giới sao, không ngờ lại không có lấy một vị thủ hộ thần, chẳng lẽ đã sa sút đến mức này rồi sao? Một ma ảnh to lớn khác xuyên qua kết giới, lơ lửng trên bầu trời, hơi thở âm u tà ác không ngừng ăn mòn kết giới, thôn phệ mọi thứ. Chúa ơi! Cái gì vậy? Sao lại to lớn như vậy? Xong rồi, ngày tận thế sắp đến rồi sao? Vô số sinh linh trong Đại Thiên thế giới ngước nhìn ma ảnh khổng lồ, hoảng sợ tột độ, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hoàng, tuyệt vọng. Ma ảnh nheo mắt, chín con mắt đỏ như máu xuất hiện, nhìn chằm chằm vào Đại Thiên thế giới, mỗi con mắt đều to lớn như ngôi sao, thậm chí còn to lớn hơn cả một đại lục. Ma ảnh hừ lạnh, linh lực của Đại Thiên thế giới hoàn toàn trái ngược với ma khí của hắn, khi hắn tiến vào, ma khí trong cơ thể sẽ bị áp chế. Chư Ma Đế, hãy ra tay, biến nơi này thành đại bản doanh của chúng ta. Sau khi chiếm lấy phương đại thế giới này, bản thân sẽ trở về thiên nguyên giới báo thù. Nguyên Tôn, người hãy chờ đấy. Trước mắt mọi người, hàng trăm triệu đại quân tà ma từ ngoại vực ồ ạt xâm lấn Đại Thiên thế giới, như những con sóng dữ tràn vào từng ngóc ngách, tấn công các đại lục trong Đại Thiên thế giới, bao gồm cả vô số hạ vị diện. Mỗi chủng tộc tà ma đều tập hợp thành một đội quân, xâm lấn các khu vực khác nhau trong Đại Thiên thế giới. Ma uy cuồng bạo quét qua vô số vị diện đại lục, vô số sinh linh trong tứ đại thiên tứ tiết bị tàn sát, vô số sinh linh bị nô dịch, tuyệt vọng lan tràn khắp nơi trong Đại Thiên thế giới. A a, chỉ trong chốc lát, hàng vạn vị diện chìm trong biển máu, tiếng kêu rên thảm thiết vang vọng khắp nơi, biến thành những tử vực không còn sức sống. Chúa ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Vô số cường giả trong Đại Thiên thế giới bay lên trời, khí tức uy áp bao trùm cả một đại lục, mỗi người đều là thiên chí tôn, những cường giả siêu cấp. Chết tiệt, lũ tà ma ngoại vực này, lũ xâm lược. Giết chúng, giết chết lũ xâm lược này. Lúc này, các thiên chí tôn trong Đại Thiên thế giới dẫn dắt các cường giả từ các đại lục chống lại sự xâm lấn của tà ma ngoại vực. Lũ tà ma vực ngoại vừa mới xâm lấn, cuộc chiến đã nhanh chóng lan tràn khắp Đại Thiên thế giới. Vô số hạ vị diện đại lục bị công phá, hàng nghìn đại lục bị tà ma vực ngoại chiếm lĩnh. Lũ tà ma vực ngoại này dám xâm lấn Đại Thiên thế giới của chúng ta, quả là đáng chết. Chẳng lẽ phù đồ cổ tộc ta nhất định phải diệt vong sao? Từ trong phù đồ cổ tộc, một trong thái cổ ngũ tộc, một thân ảnh già nua bước ra, khí tức uy áp của hắn bao trùm cả thiên địa. Hắn cũng là một thiên chí tôn đã bước vào con đường thánh phẩm. Ánh mắt đượm buồn của hắn nhìn về bầu trời, lẩm bẩm nói: với tư cách là một thành viên của phù đồ cổ tộc, hắn hiểu rõ thực lực của tà tộc ngoại vực. Chúng ta vẫn còn hy vọng, trong Đại Thiên thế giới còn có năm tòa nguyên thủy pháp thân, chỉ cần có người khống chế năm tòa này, chúng ta vẫn còn cơ hội chiến thắng. Lão giả mang theo hy vọng tiến về tổ điện, chuẩn bị cho trận chiến diệt thế sắp tới. Cùng lúc đó, các thái cổ ngũ tộc khác cùng các siêu cấp thế lực khác cũng đang chuẩn bị chiến đấu. Họ liên kết với nhau, hình thành liên minh, cùng nhau chống lại sự xâm lấn của đà tộc vực ngoại. Ầm ầm, ma ảnh khổng lồ bước đi, xuyên qua kết giới Đại Thiên thế giới, ma uy cuồng bạo lan tỏa, bao trùm hàng nghìn đại lục, ma khí đen kịt, ma hóa linh lực trong Đại Thiên thế giới. Trong khoảnh khắc, gió mây cuộn trào trong Đại Thiên thế giới, lực lượng thế giới mênh mông tuôn trào, áp bức về phía ma ảnh khổng lồ. Ý chí thế giới đáng chết này. Cửu Mục Tà Thần cảm nhận được sự căm ghét sâu sắc từ ý chí của Đại Thiên thế giới, như muốn trục xuất hắn. Lôi điện cuộn trào, hóa thành sát khí kinh hoàng nhắm vào Cửu Mục Tà Thần, ầm ầm tấn công. Ha ha ha. Cửu Mục Tà Thần không hề nao núng, thậm chí còn bật cười ma quái. Một đạo hắc quang từ trong cơ thể hắn bùng lên, hóa thành ma quang diệt thế to lớn, như tái hiện cơn ác mộng diệt thế đại kiếp năm đó. Bùm. Hắc ám chi lực lên tới cực điểm xung chuyển cõi trời đất,
sức mạnh hủy diệt cuồn cuộn trào dâng, san bằng muôn vật trong cõi trời đất, cuối cùng phá tan sấm sét do ý chí của đại thiên thế giới hình thành. Chưa dừng lại ở đó, ma quang khuếch tán trên bầu trời, lan rộng khắp đại thiên thế giới, lờ mờ ẩn hiện bóng ma hắc ám tà ác to lớn, như một kẻ hủy diệt vị diện. Ma quang như che lấp đất trời, áp chế hoàn toàn cảm ứng của ý chí đại thiên thế giới. Thiên phạt vốn có thể tiêu diệt ngoại vực tà ma đều biến mất, thủ đoạn cường đại này chỉ có thể thiên tà thần từ giới ngoại chi trụ tới. Quả nhiên có chút bản lĩnh, không hổ là đến từ đẳng cấp đệ nhị thế giới, thân linh tiên thiên, tuy nhiên, ngươi cũng đừng coi thường thủ đoạn của đại thiên, nơi đây là lãnh địa của đại thiên. Một giọng nói xa xưa vang lên khắp mọi ngóc ngách của đại thiên thế giới, chính là tiếng nói của ý chí đại thiên thế giới. Thật sao? Ngay lúc cửu mục tà thần tưởng chừng có đem ý chí thế giới áp bức, trên bầu trời, một màn sáng vô tận bao phủ toàn bộ đại thiên thế giới hiện lên lờ mờ, linh quang rực rỡ, tỏa ra một sức mạnh huyền bí, hùng mạnh, hướng tới cửu mục tà thần. Từng đạo sáng chói linh quang hóa thành thần bí hoa văn, in hàn lên người cửu mục tà thần, không ngừng áp chế hắn. Chuyện này sao có thể? Đây là ý chí thế giới thành hình. Cửu mục tà thần gầm lên giận dữ, vì thế ma quỷ cuồn cuộn, ma khí điên cuồng phun trào, bùng nổ năng lượng như một hắc nhật khổng lồ treo lơ lửng trên bầu trời, ý đồ thoát khỏi công xiềng này. Linh quang chói lòa, hiện ra rõ ràng quy tắc của thế giới, điên cuồng chấn áp ma khí cường đại của cửu mục tà thần. Trong sự giằng co giữa hai nguồn năng lượng, không gian xung quanh từ lâu đã vỡ nát, biến thành một hố đen dữ tợn, thôn phệ linh khí hàng vạn dặm xung quanh.